Em xin chào các bác. Tiếp tục lên cho các bác một con phân tần nhá, một bộ phân tần hai đường tiếng, tức là về các bác sẽ đấu dây cấp nguồn vào này, và mình sẽ truyền một dây sang bát, một dây sang tép, được chưa? Đấy, thì đây là phân tần hàng xịn của cái con 102CX này này. Con này thì nó là hàng tháo thùng, phân tần tháo thùng nhá, của con loa 102CX đây này. Đấy, nó bị kiểu nó bị hỏng vỏ ấy các bác. Nó hỏng vỏ hết. Nó về nó bị ngập nước mà. Kiểu nó để dưới cuối, đóng thùng giấy, thế nên là nó hỏng hết rồi. Nói chung là không lấy được cái gì cả. Đấy, còn mỗi cái phân tần thì em bỏ ra em quay rời nhá, gỡ gạc lại. Đây. 102CX các bác nhá, dòng loa 102CX. Đấy, kể cả không phải 102CX cái gì đó thì các bác ghép với con nào cũng được mà. Cái dòng phân tần này thì mình ghép với con nào cũng được, không cứ nhất thiết phải ghép với đúng của nó đâu nhá. Đấy, đây. 102CX. Đây là phân tần xịn của hãng Onkyo. Đấy, các bác cứ để xem, nếu mà những cái phân tần mà kiểu hàng vớ vẩn ấy thì nó chỉ là dán một tờ giấy ra đây, nó ghi mã thôi. Còn với những con này thì thứ nhất là nó sẽ dập chìm bên trong này. Đấy, nó dập chìm bên trong, được chưa ạ? 102CX dập chìm bên trong cái mạch. Và phía bên này nó sẽ in tiếp tục một loại mực không thể xóa nhá. Cái này trừ khi các bác cầm dao cạo nhá, còn đốt không cháy, được chưa ạ? Đốt không hết được cái loại này. Được chưa ạ? Nên là cái chiếc 102CX này các bác có đốt lửa có gì nó không hết được. Chỉ có cầm dao gọt sâu nó xuống nhá. Lại ra cái mực của nó rất là xịn. Nước lau không hết được, các bác có cho nước vào đây lau kiểu gì thì kiểu nó không hết được. Đấy. Đây, hàng rất là xịn luôn. Nói chung thì để một con loa mà có phân tần thì em thấy là nó bảo vệ con loa nó tốt hơn, bảo vệ con tép con bát nó tốt hơn. Nhiều khi không may các bác dâng nó quá mức thì nó cũng không bị ảnh hưởng đến tép, bởi vì nó có phân tần này nó bảo vệ rồi. Đấy, và loa mà nó có phân tần thì nó có một cái chất âm nó cũng khác nhá. Nó sẽ nghe nó khác bọt hoàn toàn so với cả những cái dòng loa không có phân tần. Về mức giá thì cặp này để các bác có 230 thôi nhá, 230k. Đấy, thì tôi để các bác 200 tròn nhá, 200 tròn cho con 102CX này, hàng tháo thùng. Vẫn chạy ngon bình thường các bác nhá, phân tần vẫn dùng bình thường. Đấy, riêng các cái dòng loa mà có phân tần ấy, thì thường thì nó chết thì nó chết tép hoặc chết bát thôi, chứ còn phân tần thì em chả thấy bảo nó chết bao giờ. Thực sự các bạn như vậy, em bán hàng bao nhiêu năm nay rồi, chưa bao giờ thấy bảo chết phân tần. Cũng có thể có, nhưng ở trường hợp nó hy hữu và nó quá ít. Ví dụ như là 1000 bộ hoặc 2000 bộ may ra mới có một bộ. Đấy. Bởi vì cái điện mà nó xông vào phân tần này thì nó không quá cao, thế nó không làm cháy được. Đấy, cháy chỉ có cháy bát, cháy tép hoặc lệch côn lệch từ. Đấy, phân tần nó hỏng thì nó khó lắm. Đấy, thì về giá như nó báo nhá là 200k, 230 bớt còn 200. Đấy, thì bác nào chốt cái con phân tần của 102CX này thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Em xin chào và kết thúc video tại đây các bác nhé.